Đây là con đường Kensington Avenue thuộc thành phố Philadelphia của tiểu bang Pennsylvania. Thì ở trên đường đây chúng ta thấy có rất là nhiều người vô gia cư, họ sống trên con đường này. Và hầu như xung quanh đây là những việc buôn bán, làm ăn của mọi người hầu như là đã chết, không có mở cửa luôn. Và cái khu này, trên cái con đường này, hầu như là nguyên cái con đường đều có người vô gia cư ở sinh sống. Họ sinh hoạt mỗi ngày, họ sinh sống trên con đường này, trên vỉa hè như thế này. Và cái tỷ số người vô gia cư mỗi lúc mỗi nhiều. Họ sống tự do trên đường như vậy. Một số người vô gia cư thì có thể sẽ ở trong shelter. Shelter là một cái nơi mà của nhà nước, một cái hệ thống nhà nước để giúp đỡ những người trong những cái hoàn cảnh khó khăn, hoặc là về hoàn cảnh về gia đình, bạo lực gia đình hay hành hạ gia đình, từ thể xác hay lẫn tâm hồn. Thì những trường hợp thường xảy ra với những người phụ nữ hoặc những người nhập cư qua đây theo viện bảo lãnh vợ chồng, mà qua tới đây người chồng không tốt hay gì đó, thì không có bà con dòng họ gì ở bên đây, người thân quen bên đây, thì sẽ nhờ đến nhà nước, sự hỗ trợ và giúp đỡ của nhà nước. Thì họ sẽ thường gọi, thì có người sẽ đưa tới shelter để ở trong đó một thời gian. Và ở trong đó thì nhà nước sẽ chịu trả cho chúng ta hết tất cả, có chỗ ở, và phải thay đổi thường xuyên. Nếu như mà họ yêu cầu muốn đi ở đâu thì mình cũng sẽ đi theo tới nơi chỗ đó, cũng rất là không có tiện nếu như mà có con nhỏ, nhưng mà vẫn đỡ hơn là không có một chỗ dựa nào. Cho tới khi mà cái người ở trong shelter đó mà muốn dừng chân, không muốn tiếp tục đi nữa ở một chỗ nào đó, thì nhà nước sẽ đứng ra giúp cho thuê nhà, cho ở, và sẽ yêu cầu mình đi kiếm việc làm và trả trong chi phí giùm mình, ví dụ khoảng 80%, còn phần còn lại thì người đó sẽ tự trả và phải tự kiếm việc làm thêm để tự lo sống bản thân. Thì từ đó thoát khỏi ra cái cuộc sống shelter thì mới mong là có tương lai sáng lạn. Rồi ở đây thì nhiều lúc những người ta vô gia cư ở đây, người ta không muốn bó buộc ở trong một cái khuôn của nhà nước, họ muốn sống tự do, tự tại ở bên ngoài như thế này, tự túc như thế này. Thì với lại số lượng cũng quá trời nhiều người vô gia cư mỗi lúc mỗi nhiều, cho nên cái tiểu bang này đôi lúc những người ta cũng làm ngơ luôn. Những người cảnh sát khu vực này thì thỉnh thoảng sẽ chạy đến để tìm hiểu, để xem như thế nào, cuộc sống như thế nào. Thì có lúc thì những người cảnh sát sẽ chạy bằng những chiếc xe Honda nhỏ nhỏ và chạy vòng vòng ở trên con đường này để tham khảo, để xem cái cuộc sống của họ như thế nào, để kiểm soát. Và hầu như cái khu vực này thì nhà cửa, tất cả mọi thứ sẽ đều bị giảm xuống, vì cái con đường này nhiều người vô gia cư sống như thế này thì cũng rất khó cho người ta làm ăn, hoặc là người ta sinh sống ở khu vực này người ta cũng cảm thấy không có được an toàn hay là yên tâm nếu như mà có con nhỏ. Vì vậy mà những cái khu như thế này thì sẽ nhà cửa và việc làm ăn buôn bán sẽ rất là mất giá trị. Trên con đường này thì mình thấy hầu như là người Mỹ hết, không có người nhập cư luôn. Các thành phần, các lứa tuổi, từ người già cho đến vừa, cho đến giới trẻ, hầu như là giới trẻ thì nhiều, nhưng mà đa phần những người Mỹ ở bên này, giới trẻ nhiều người ta rất là làm biếng, người ta không có chịu kiếm sống, không có chịu làm việc. Chẳng thà họ chấp nhận cuộc sống vô gia cư như vậy mà họ tự do, rồi họ được sự giúp đỡ từ nhà nước, như là
những cái phiếu để mua thức ăn, rồi họ tự sống như vậy. Chẳng những vậy mà họ còn nghiện ngập nữa. Nếu như mà những người thực sự mà cần sự giúp đỡ từ nhà nước, từ mọi người thực sự khó khăn mà phải sống cuộc sống ngoài đường như vậy thì thực sự là rất là đáng thương và cần đến sự giúp đỡ của mọi người cũng như cộng đồng hay là nhà nước. Và thấy những cái cảnh tượng như thế này thì mình vừa thương mà vừa không thương, tại vì họ còn khả năng để mà lao động, để mà kiếm sống như cuộc sống bình thường như chúng ta, nhưng là họ chọn cuộc sống như vậy, mỗi ngày như vậy, cứ gật gù trên đường phố, trên những cái vỉa hè như vậy. Thank you.
Thank you.
Thank you.